Nhà em thì là một cơ sở chuyên cung ứng về các vật tư cho ngành nuôi ong, thì ở đây các bác có thể thấy. Và bên cạnh đấy thì nhà em nói về cái khung cầu này, thì có khung cầu chưa căng dây và khung cầu căng. Đấy thì với các bác mà nuôi quy mô nhỏ lẻ, các bác ngại căng ấy, thì bên em phục vụ các bác là cầu đã căng sẵn. Và cũng ở trong cái nội dung ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu về cái cầu, khung cầu nuôi ong bên cơ sở nhà em nhé. Thì hiện tại thì như các bác biết là trên thị trường cũng có rất nhiều các cái đơn vị cung ứng vật tư nuôi ong khác nhau. Và em nghĩ là hầu hết thì mọi người cũng đang đưa ra những cái sản phẩm tốt và chất lượng. Đấy, thật sự là như thế. Bởi vì bây giờ mà ai làm không chất lượng là xã hội, các bác là thợ, các bác cũng đào thải ngay. Thì các bác lựa chọn mua hàng nhà ai thì các bác cân đối và ủng hộ nhà em cũng như là tất cả mọi cái shop bán hàng khác các bác nhé. Thế còn nói về cầu của nhà em thì đây, tất cả cầu bên nhà em là được bắn ghim. Đấy, bắn ghim như này thì mục đích của cái bắn ghim này là khi các bác kéo dây ấy, là nó dây nó, cái dây thép nó đèn đây nó không bị lún gỗ, thì cái dây nó chạy trên này thì nó rất là căng và nó ổn định, trong quá trình thời gian mình sử dụng hàng năm nó vẫn còn ổn định. Đấy, thì thật sự là nhà em cũng mất thêm công mà giá thì không thay đổi các bác nhé. Cầu này hiện tại cầu căng, cầu chưa căng nhà em là 7.000, cầu căng sẵn là 12.000 một cầu. Đấy, cầu căng sẵn là sẽ là các bác sẽ nhận được một cái cầu đã đi dây như này. Đây các bác nhìn thấy cầu đi dây này. Còn chất lượng thì đấy, như em vừa đã bảo rồi, bây giờ tất cả các shop bán thì cũng phải lấy uy tín, lấy chữ tín lên hàng đầu. Tại vì mình làm không uy tín thì xã hội cũng đào thải, khách hàng cũng bỏ thôi. Thế cho nên là nói về chất lượng thì em nghĩ là đồng đều. Thế nhưng mà gia tăng giá trị cho cái sản phẩm thì em nghĩ là cũng chỉ có nhà em hiện tại là đang làm. Tức là đang làm cái thêm cái này mà nhà em sẽ phải mất thêm công để bán cái ghim này. Nhưng mà giá vẫn không thay đổi các bác nhé. Em báo lại luôn là khung cầu tiêu chuẩn như này nhà em đang giao lưu các bác là đang bán cho các bác thợ nuôi ong là 7.000. Đấy. Còn cái cầu căng sẵn là 12.000. Thì nếu các bác muốn giảm tiền cước, nếu các bác muốn giảm tiền cước ấy, thì các bác có mua thùng thì các bác bỏ luôn cầu vào thì giảm được cái tiền cước. Còn giá đấy là bên em chưa bao cước các bác nhé. Đây là thùng nuôi ong. Đấy, và vừa rồi thì em vừa mới giới thiệu về khung cầu. Bây giờ em sẽ giới thiệu về thùng nuôi. Thì để đặt hàng thì các bác liên hệ trực tiếp cho cơ sở nhà em theo đường dây nóng, tức là số điện thoại đây. Đấy, em quay rất chi tiết nhé. Đấy. Số điện thoại đã được dập vào thùng và địa chỉ của nhà em ở đây. Đấy, các bác có thể nhìn vào cái địa chỉ này để các bác tham khảo cũng như là đặt hàng các bác nhé. Đấy, thì rất là cảm ơn các bác trong cái thời gian vừa qua đã ủng hộ bên cơ sở nhà em. Đây là thùng thì đầu tiên em xin giới thiệu lại để cho các bác mình với vào kênh thì các bác biết được cái chất liệu thùng ong bên nhà em thì em giới thiệu rất là nhiều lần rồi, đó là sản xuất được bằng gỗ gạo ngâm. Gỗ gạo nhưng mà gỗ gạo ngâm rồi cho nên là cái việc mà xử lý mối mọt gần như là đến khoảng 95-96% là thùng nó sẽ không bị mối mọt. Cái còn sơ sẩy đâu đó một vài chiếc thì nó cũng không tránh khỏi. Đấy, em bán hàng em nói rất thật. Đấy. Nhưng giả sử là nếu mà thùng nó không đảm bảo được ấy, thì các bác khiếu lại bên em có quá trình bảo hành cho các bác nhé. Tại vì là bên em đã đóng cái logo ở đây rồi, cho nên là bên em sẽ có quá trình đổi này. Thế còn là chất liệu là gỗ gạo, thế còn thùng bên nhà em là thùng tiêu chuẩn cho thùng nuôi ong nội địa. Đấy, bán cái hàng vật tư nuôi ong này rất nhiều năm rồi thì bây giờ khách quen nhà em cũng rất là nhiều. Đấy, tại sao có khách quen? Tại vì cái thùng nó phải chất lượng cao, nó phải tốt, dùng mấy năm nó vẫn ok các bác nhé. Đấy, các bác lấy 50 thùng đến 100 thùng đợt này nhiều lắm. Tại sao lại các bác lại lấy 50 thùng 100 thùng thì em chia sẻ là như này, không phải một bác lấy mà thường nuôi ong các bác sẽ nuôi gọi là có câu lạc bộ với nhau ấy. 3-4 bác chung nhau mua một đơn hàng thì giá nó sẽ rẻ hơn. Ví dụ các bác lấy 100 thùng thì bên nhà em sẽ có cái chương trình giảm giá vào tiền cước cho các bác. Đấy, những cái đơn hàng lớn thì bao giờ cái tiền cước nó cũng nhỏ. Đấy, thì ở trong cái nội dung này em chia sẻ luôn là các bác có thể rủ nhau 3-4 bác chung nhau mua một đơn tầm 100 thùng thì giá nó sẽ rẻ. Còn không mua 50 thùng cũng rẻ rồi. Đấy, hơn là mình mua 5-10 cái. Đấy, tiện thì các bác chung nhau mua luôn một đơn. Và đây là cái thùng các bác nhé. Với mỗi một cái thùng này thì được gọi là thùng nuôi ong tiêu chuẩn thì nó phù hợp cho cái khung cầu 4221. Đấy, tại vì nó liên quan kích thước tiêu chuẩn nó giống nhau. Đấy, có bác thì sẽ làm cầu 2223 thì nó liên quan là như này, để bình thường này vẫn vừa. Thế nhưng mà khi mà mình cho ăn cái máng ở bên dưới này, cái máng bên dưới nó bị chạm xà cầu và làm chết ong, làm cho cái đàn ong của mình nó không ổn định. Đấy, cho nên cái xà cầu bên bên này này, bên sườn này. Đấy là 21 các bác nhé. Còn chiều dài ở đây nó là 42. Đấy, tất cả cái cầu thì nó sẽ đều vừa với những cái thùng. Nó gọi là tiêu chuẩn thì đấy là thùng nuôi ong tiêu chuẩn là như thế. Một cái thùng như này thì các bác sẽ nuôi được là 5 cầu tối đa. Đấy. Thì với con ong nội địa thì các bác chỉ nên nuôi tầm 3-4 cầu thôi. Thì mình khai thác cái gọi là mật nó ổn định nhất. Đấy, còn nhiều khi mà các bác tham cầu quá, nhiều cầu trong một đàn thì nó hay chia đàn. Và nếu mà mùa khai thác mật mà ong của mình nó đông quá, nó mạnh quá,
mình không chia đàn thì ong nó không lấy được mật các bác nhé, bởi vì trong tâm lý của con ong lúc nào nó cũng muốn là chia đàn đi, nó không chịu đi lấy mật đấy. Cho nên là với con giống hiện nay trên thị trường ấy, thì các bác lên nuôi tầm 3-4 cầu là khai thác mật là đẹp rồi, mình đỡ phải lo kiểm soát ong suốt ngày chia đàn. Đấy là trong cái gọi là em nói chung thôi. Thế còn ở một số địa phương thì các bác cũng nuôi đàn ong 7-8 cầu, 10 cầu đấy, thì số đấy là ít. Thế còn số trung bình thì các bác chỉ nuôi 3-4 cầu thôi, thì với một cái thùng như này nuôi tầm 3-4 cầu là vừa đẹp các bác nhé. Đấy là về thùng nuôi, được chưa ạ? Còn ở nhà em thì đầy đủ tất cả các cái dụng cụ khác. Ở đây là cái thước này, cái thước dành cho các bác này, nếu các bác không làm được thì bên em sẽ có cung cấp nhé. Còn đây là thùng kế này. Đấy, thùng kế này thì em chia sẻ luôn là thùng kế thì nó phải ở những cái vùng mà nguồn hoa nó dồi dào và kéo dài thì các bác lên kế được. Đấy, còn không thì các bác khó lên kế lắm, bởi vì con ong nội này nó không lấy được nhiều mật như là con ong Ý. Và nhà em có cả phôi thùng. Đây phôi thùng đây các bác ơi. Đấy, bác nào có thời gian ấy về có thể là tự đóng thì mua cái phôi thùng này thì nó cũng rất là ok. Còn đây các cái mẫu thùng quay mật 2 cầu, 3 cầu, 4 cầu và 6 cầu thì nhà em đều cung cấp là đầy đủ hết cho các bác nhé. Đấy, các bác nào có nhu cầu về bất cứ dụng cụ nuôi ong nào cần thiết thì các bác liên hệ với cơ sở bên em. Đấy, rất là vui là các bác đã ủng hộ trong cái mùa năm nay rất là nhiều rồi. Thùng một ngày nhà em cũng đi được mấy chục thùng để phục vụ các bác trên mọi miền của Tổ quốc. Bây giờ nó đang vào chính mùa rồi. Qua cái đợt mưa mà theo nhận định thì nếu mà mưa đầu mùa nụ hoa bây giờ đang nụ mà mưa nhiều thế này thì đến lúc hoa lở thì thời tiết nó sẽ thuận lợi và nó đẹp. Đấy. Thì cũng hy vọng là một năm nay thời tiết nó thuận lợi giống như năm ngoái thì sẽ thu hoạch được nhiều mật. Còn đây là những cái bình xịt khói này. Đây là những cái bình xịt khói các bác nhé. Và đây là những cái khung cầu nữa. Đấy, tổng kho nhà em đây. Các bác nhìn tổng kho hàng vật tư nhà em đây. Thì các bác có nhu cầu về dụng cụ nuôi ong cần thiết thì các bác liên hệ với cơ sở bên em nhé. Thùng nuôi này, thùng quay này, khung cầu này, thùng kế này, phôi thùng này, bình xịt khói này, mũ chống ong đốt các loại đều có hết. Đấy thì các bác thì mình liên hệ với cơ sở bên nhà em để đặt hàng ủng hộ nhé. Cảm ơn các bác.